Chào Quyền, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn mình nha. Và ngày hôm nay thì Quyền làm một video này để gửi tất cả cô chú anh chị bạn mình về cái việc mà có rất nhiều cô chú anh chị mình hỏi Quyền á, là tại Điện Máy Xanh hiện đang có chương trình tri ân khách hàng hay không. Thì tại Điện Máy Xanh bên Quyền hiện tại thì không có chương trình là tri ân khách hàng mà gửi quà tặng qua đường bưu điện hoặc là đường shipper, nói chung là có người giao tới nhà. Nếu mà bên Điện Máy Xanh có chương trình thì cô chú anh chị mình sẽ được nhận hàng tại Điện Máy Xanh luôn, chứ không có phải là giao tận nhà hoặc là yêu cầu chuyển khoản trước. Thì tất cả những cái trường hợp còn lại là không phải là bên Điện Máy Xanh đó, nên cô chú anh chị mình rất là phải cẩn thận những trường hợp này. Trường hợp mà có người nhắn tin mạo danh bên Điện Máy Xanh nói là bên Điện Máy Xanh thì cô chú anh chị mình hãy cẩn thận đề phòng về việc đó, hãy liên hệ trực tiếp ra Điện Máy Xanh gần nhất ở khu vực mình để kiểm chứng lại cho chính xác nha. Còn bắt yêu cầu mình chuyển khoản trước để nhận quà hay là có chương trình mà tri ân rồi chuyển khoản trước, mình ví dụ em chuyển 2 triệu rồi mình sẽ được hoàn lại 2,4 triệu vân vân vậy, thì đó là hoàn toàn là không phải bên Điện Máy Xanh. Nên cũng gửi đến tất cả cô chú anh chị mình hãy cẩn thận những trường hợp này, tại vì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị mình hỏi Quyền và cũng như là có những trường hợp đã bị lừa gạt rồi. Nên Quyền làm một video này để gọi đến tất cả cô chú anh chị mình để mình đề phòng, để tránh trường hợp bị kẻ gian nó lợi dụng danh nghĩa của Điện Máy Xanh và lừa gạt tiền của chúng ta nha. Đây là báo Dân Trí cũng đã đưa tin ha, chiêu trò giả mạo cửa hàng điện máy hướng dẫn khách nhận quà tri ân. Đây là kẻ gian tự xưng là nhân viên của Điện Máy Xanh chào khách hàng tham gia đánh giá sản phẩm kiểu nhận tiền hoặc nhận quà từ chương trình tri ân. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, đại diện Điện Máy Xanh cho biết là thời gian qua gần đây nhiều đối tượng liên tục mạo danh đơn vị này để thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng nói chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn, khiến không ít người bị mắc bẫy. Đây là cái tờ mà đơn chương trình các bạn nha, lừa đảo các bạn. Đó này, văn bản giả mạo được kẻ gian nè sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Chiêu trò kẻ gian tự xưng là nhân viên Điện Máy Xanh chào mời khách hàng tham gia chương trình đánh giá sản phẩm để nhận tiền hoặc nhận quà từ chương trình tri ân. Có rất nhiều chương đây chiêu trò nè. Đây, Quyền sẽ để đường link phía bên dưới cho cô chú anh chị bạn mình đọc tham khảo nha. Rồi, chúc cô chú anh chị mình có một ngày làm việc tốt lành. Có mua gì thì ủng hộ Quyền nha. Xin chào và hẹn lại.